Thiên Phúc và Ánh Nguyệt kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình hôm nay. Xin mời bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Từ tháng 7 năm 2019, chính thức thực hiện đề án truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng đặc sản Đà Lạt. Phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn năm 2019-2023. Bỏ việc phố thị về quê khởi nghiệp từ mô hình hữu cơ organic. Thưa bà con, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đề án truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng đặc sản Đà Lạt sẽ chính thức được thực hiện từ tháng 7 năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt nguồn kinh phí hơn 211 triệu đồng cho công tác này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt từ nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh năm 2019 cho Sở Công Thương triển khai thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý truy xuất nguồn gốc các mặt hàng nông sản Đà Lạt. Với nguồn kinh phí được phân bổ, Sở Công Thương sẽ cụ thể hóa được mục tiêu giúp người tiêu dùng truy xuất được các thông tin về nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, số điện thoại, số fax, thông tin về sản phẩm thông qua mã số, mã vạch trên sản phẩm, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Qua đó góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho hàng đặc sản Đà Lạt chính hiệu, đưa hàng đặc sản Đà Lạt uy tín đến tay người tiêu dùng, chống gian lận thương mại, đồng thời từng bước nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng đặc sản Đà Lạt. Đề án chính thức được bắt đầu triển khai từ tháng 7 năm 2019. Thưa bà con, ngành dâu tầm tơ có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và sản xuất nông nghiệp của tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhiều hộ nông dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2023. Đối tượng của đề án trên là các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình có điều kiện phát triển trồng dâu nuôi tầm. Phạm vi của đề án trên địa bàn 11 huyện và thành phố. Với đà phát triển của ngành dâu tầm tơ, Lâm Đồng đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2023, diện tích trồng dâu tầm toàn tỉnh đạt 9.500 ha đến 10.000 ha. Trong đó, diện tích sử dụng giống dâu mới, dâu lai đạt 8.100 đến 8.500 ha. Diện tích trồng dâu ứng dụng công nghệ cao đạt 1.900 đến 2.000 ha. Sản lượng lá dâu đạt 200.000 đến 210.000 tấn, cung cấp đủ giống tầm, đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất. Trong đó, giống sản xuất trong nước đạt ít nhất 30%. Sản lượng cán tầm đạt 14.000 đến 14.500 tấn. Sản lượng tơ tầm đạt 1.800 đến 1.900 tấn. Đặc biệt là hình thành ít nhất 3 liên kết liên huyện về tổ chức sản xuất dâu tầm gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tầm, tơ lụa. Thống kê từ huyện Di Linh cho biết, đến nay tổng đàn bò sữa của huyện có 695 con, tăng hơn năm 2018 vừa qua trên 230 con. Trong số này có 516 con đang được nuôi tại các hộ nông dân trong huyện, 179 con còn lại tại trang trại organic của Vinamilk Đà Lạt, tổ dân phố 13, thị trấn Di Linh. Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh cũng cho biết đang tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện đề án về phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn, khuyến khích người dân phát triển diện tích trồng cỏ, làm thức ăn để phát triển nghề chăn nuôi bò, trong đó có bò sữa. Liên tục chương trình bỏ việc phố thị về quê khởi nghiệp từ mô hình hữu cơ organic. Chuyên mục con số hôm nay đứng top 2 thế giới thế mạnh Việt Nam lao dốc. Chuyện nhà nông ấn tượng với phiên chợ nông sản hữu cơ Đà Lạt. Thưa bà con, trong chương trình gần đây thì chúng tôi có đề cập đến câu chuyện nhiều tàu câu mực khơi của ngư dân Quảng Nam phải nằm bờ giữa mùa đánh bắt vì mực khô không có đầu ra. Ngoài Quảng Nam thì điều đáng buồn là tình trạng này cũng đang diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Vốn được xem là thủ phủ xuất khẩu mực khô của tỉnh Quảng Ngãi, với mỗi năm xuất khẩu hơn 5.000 tấn mực khô các loại. Nhưng từ nhiều tháng nay, ngư dân hành nghề câu mực và cả các cơ sở thu mua mực khô ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn lại đang lâm vào tình cảnh hết sức lao đao khi đang tồn đọng hàng ngàn tấn mực khô. Hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Mấy ngày nay, ngư dân Trần Văn Dân, chủ tàu QN95267TS đang rất lo lắng vì chưa bán được số mực này. Năm nay là gió cỏ, là với lại không mua mực, gió mực này nó không có gió nên anh em là năm nay là bọn bè nó khó khăn. Nếu hơi nam liền như vậy là giới quốc là bò công ở ngư dân đây là rất dẹp ghê. Các cơ sở thu mua mực khô cũng rơi vào tình cảnh khốn khổ. Mực chất thành đống, mực dồn bao chờ xuất bán nhưng vẫn ứ động trong kho.
Hơn 300 tấn mực của cơ sở thu mua của ông Nguyễn Đức Trà đã nằm kho từ nhiều ngày nay. Thường thường hồi xưa là mình đi được hai đường, một bên là Trung Quốc, còn một bên là Thái Lan. Còn bây giờ như đầu năm bây giờ Trung Quốc là nó đứng không đi được. Hàng mà đi mà liên tục thì mình thu mua nhanh thì bà con mua bán cho bà con nó nhanh nhàng hơn. Bây giờ nó vấp phải những khó khăn thì mình từ cái chỗ mình rồi đến ngư dân nữa. Mực Bình Chánh lâu nay xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang các nước Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm khoảng hơn 80%. Tuy nhiên hiện nay Trung Quốc yêu cầu phải xuất qua đường chính ngạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, khiến đầu ra của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Hiện có hơn 3.000 tấn mực ở xã Bình Chánh bị ứ động, trong đó có hơn 1.000 tấn trên tàu của ngư dân và hơn 2.000 tấn tồn động tại các cơ sở thu mua, chế biến mực của địa phương. Cũng liên quan đến câu chuyện về thủy sản, thưa bà con, những ngày qua thì các hộ nuôi cá lồng bè tại thôn 3, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đứng ngồi không yên bởi hiện tượng cá chết hàng loạt, đỉnh điểm là vào ngày 1 tháng 7. Theo ước tính của người dân, tổng thiệt hại đến nay là hơn 6 tỷ đồng. Có mặt tại làng bè nuôi cá trên sông Chà Và, thôn 3, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, vào chiều 4 tháng 7 tiếp tục ghi nhận nhiều lồng bè có hiện tượng cá chết. Tại khu vực của ông Nguyễn Công Tráng, hai nhân công liên tục vớt cá đưa vào bờ tiêu hủy. Trong lồng bè, ngoài xác cá đang được vớt ra, còn rất nhiều cá có biểu hiện bỏ ăn, đuối sức, dạt vào dưới lồng. Hơn 16.000 cá chim đang thu hoạch, 5.000 con cá mú và gần 100.000 cá khác của ông cũng khó có thể sống sót. Riêng cá lớn không là 16.000 con, còn cá nhỏ là 100.000 con. Tổng thiệt hại gần 2 tỷ. Năm nay là đến sớm hơn mỗi năm là 2-3 tháng. Theo thống kê, đến ngày 4 tháng 7, có 10 hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại từ 70 đến 100%. Số lượng cá chết ước hơn 73.000 con, bao gồm cá giống và cá đang thu hoạch. Thưa quý vị, nhờ nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường, nhiều hộ nông dân trong xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã bón phân xử lý cho khóm ra trái trái vụ. Cũng vì thế mà vụ khóm năm nay trúng mùa lại bán với giá cao, lợi nhuận thu được cao hơn so với những năm trước, từ 50 triệu đồng một hecta trở lên. Vào thời điểm này, bà con nông dân vùng chuyên canh trồng khóm xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang vào mùa thu hoạch khóm trái vụ. Khóm là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của Bình An, đã có thương hiệu trên thị trường, được nhiều người biết đến với thương hiệu khóm Tắc Cậu. Năm nay được xem là năm giá khóm tăng cao nhất trong những năm gần đây. Hiện thương lái thu mua tại rẫy khóm loại 1, loại trái từ 1 kg một trái trở lên, có giá từ 6.000 đến 6.500 đồng mỗi trái. Khóm dưới loại 2 thì dao động từ 4.000 đến 5.000 đồng mỗi trái. Mình nói là đất đai đây thì nó phù hợp với khóm này. Mình trồng khóm thì nó là ngày năm nay thì nó có lợi giá, nó có giá hơn chứ. Khóm Tắc Cậu thì trái nó ấy hơn, nó nở mắt hơn, nó đẹp hơn, nó trái nó ngọt hơn. Hiện toàn xã Bình An, huyện Châu Thành có trên 1.000 hộ dân trồng khóm với diện tích trên 1.200 hecta. Năm nay do được chăm sóc tốt và thời tiết khá thuận lợi nên khóm phát triển tốt, trái to, đẹp. Năng suất và lợi nhuận tăng cao hơn 30% so với các năm trước. Từ bỏ công việc ổn định, từ bỏ cơ hội thăng tiến, một nhóm bạn trẻ ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã trở về quê hương khởi nghiệp bằng mô hình canh tác vườn nông nghiệp hữu cơ, chế biến nông sản sạch, phục vụ tiêu dùng và kết nối mở tour du lịch trải nghiệm, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường sinh thái. Đến tham quan trang trại An Farm Hội An ở xã Cẩm Hà này, ít ai biết rằng hơn một năm trước, đây là vùng đất cát nóng bỏng, khô cằn. Khi các bạn trẻ bắt tay vào làm, nhiều người vẫn cho rằng họ quá liều lĩnh. Tuy vậy, cho đến ngày hôm nay, một trang trại xanh với nhiều loại cây trái, rau quả và thảo mộc hữu cơ đã cho thấy những thành công ban đầu trên con đường khởi nghiệp đầy tâm huyết của các bạn trẻ. Thực tế là bây giờ là người nông dân xung quanh đang trồng quật cảnh, thì đó sử dụng thuốc rất nhiều, nguy hại đến sức khỏe của chính bản thân họ và sức khỏe của những bạn nhỏ trong gia đình của họ. Nên tụi mình muốn là phát triển được sản phẩm, làm được cái việc gì đó nó có ý nghĩa, triển thành một cái khu sinh thái nó bền vững hơn, kết hợp với du lịch, vùng đất du lịch này. Mình muốn đưa một cái mô hình là mới mẻ và chọn những loại cây là khác với loại cây bây giờ người ta đang dùng. Sâu xa hơn thì mình muốn là thay đổi cái thói quen mà dùng phân thuốc hóa học. Không gian xanh trở thành một điểm đến tham quan cho du khách và còn là một trường học hữu cơ organic thu hút học sinh đến trải nghiệm giờ ngoại khóa. Các em học sinh đến đây không chỉ trải nghiệm không gian xanh mà còn được trực tiếp học tiếng Anh với chúng tôi về môi trường sống, cây cối, hoa quả và các loài động vật bằng hình ảnh trực quan, nhiều hơn về khoa học, về môi trường, giúp các em có thể bảo vệ môi trường tốt hơn. Con học về những loài cây mà ngoài sách ra con đã chưa từng thấy như cây chanh dây, quả atiso, rau húng vế và nó giúp con biết cách sống xanh và sống khỏe hơn.
Ngoài rau củ quả phục vụ tại chỗ cho du khách và học sinh trải nghiệm, một số mặt hàng cũng đã được tinh chế, đảm bảo quy trình hữu cơ. Các sản phẩm này được giới thiệu và cung cấp cho khách hàng có xu hướng sống xanh. Đây là hướng đi của các bạn trẻ nhằm thay đổi dần thói quen sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp hiện nay. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 6 tháng đầu năm nay, khối lượng xuất khẩu cà phê giảm 9,2%. Là thế mạnh, Việt Nam đứng top 2 thế giới về xuất khẩu, song cà phê Việt Nam đang lao dốc. Báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho thấy xuất khẩu cà phê tháng 6 năm 2019 ước đạt 165.000 tấn với giá trị đạt 274 triệu đô la Mỹ. Theo đó thì 6 tháng đầu năm nay, khối lượng xuất khẩu cà phê ước đạt là 943.000 tấn và giá trị đạt là 1,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,2% về khối lượng và giảm 19,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân khiến giá cà phê sụt giảm mạnh suốt nửa đầu năm nay là do chịu áp lực từ dư thừa nguồn cung toàn cầu. So với tháng 5 năm 2019 thì giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tháng 6 giảm 700 đến 1.200 đồng mỗi ký, xuống còn 32.000 đến 33.200 đồng mỗi ký. Nguyên nhân khiến thế mạnh tỷ đô đứng top 2 thế giới nhưng giá xuất khẩu lại thấp nhất so với các nước được lý giải là do cà phê Việt Nam có tới 80% khối lượng xuất thô. Cùng với đó thì nguyên liệu thu hoạch không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về độ chín, cà phê còn lẫn các tạp chất v.v. dẫn đến chất lượng cà phê còn thấp. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Từ những nhà nông không chuyên bỏ việc ở thành phố lớn về quê làm vườn theo hướng thuần tự nhiên, thân thiện với môi trường, họ đã cùng nhau tổ chức một phiên chợ dành riêng cho nông sản hữu cơ tại Đà Lạt. Họ không chỉ muốn quảng bá hình ảnh nông sản sạch đến với người tiêu dùng, mà còn muốn hình thành một lối sống tích cực, an toàn cho sức khỏe của cộng đồng. Phiên chợ nông sản hữu cơ Đà Lạt được tổ chức trong không gian nhỏ của quán cà phê Green Box, nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 7, thành phố Đà Lạt. Với hơn 15 nhà cung cấp nông sản hữu cơ thay phiên nhau, đây là địa chỉ tin cậy khiến nhiều khách hàng và du khách ghé thăm thường xuyên vào mỗi dịp cuối tuần. Hiện có rất nhiều nhà nông ở Việt Nam đang sử dụng nhiều chất hóa, chất độc hại. Chúng không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì thế, chúng tôi muốn khuyến khích những người nông dân tạo ra nông sản mà không dùng đến các chất hóa học. Họ là những người đang theo đuổi phương thức canh tác hữu cơ và nông nghiệp bền vững. Chúng tôi muốn kết nối những nhà nông như thế lại với nhau. Và hơn thế nữa, chúng tôi muốn kết nối họ với khách hàng. Những mặt hàng được bày bán tại phiên chợ đều là những sản phẩm hữu cơ do chính tay những người nông dân sản xuất, trực tiếp cung cấp đến tay người tiêu dùng. Đó là những trái mít, bơ của nông trại ACE ở Tà Nung với hướng phát triển tạo hệ tương tác giữa vườn và rừng. Hay những bó rau dớn, ống hút tre và cà phê Robusta đến từ cao nguyên Di Linh với mùi thơm đặc trưng khiến không ít người phải dừng lại cảm nhận vị đắng qua tách cà phê của Bùi Farm. Hay là câu chuyện về một nông trại nhỏ nằm men theo con đường đập thủy điện Anchorage nép bên những ngọn đồi, trực tiếp nghe ông chủ trẻ Hiếu Nguyễn nói về cách làm đất, hệ thống nước tưới, quy trình trồng cây gì để phù hợp với chất đất. Và cả những sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ nguyên liệu hữu cơ như tinh dầu lavender, xả Java đến từ vườn Tùng Hạ, xà bông đến từ nhà của thời thanh xuân, được làm từ bàn tay của những bạn khuyết tật. Em có mong muốn đó là ở địa phương sẽ có nhiều cái phiên chợ như vậy và với quy mô lớn hơn. Thứ nhất là để giúp cho người dân địa phương có điều kiện để mà giới thiệu những cái nông sản hữu cơ sạch đến với khách hàng. Cái thứ hai nữa là khi tổ chức những phiên chợ nông sản như vậy thì những khách du lịch đến đây người ta sẽ được tiếp cận với nông sản sạch hữu cơ. Và từ đó thì giúp cho họ hiểu biết nhiều hơn về nông sản hữu cơ và cũng có điều kiện sử dụng những cái nông sản hữu cơ ở đây. Tại đây, khách hàng và du khách không chỉ được biết đến những mặt hàng nông sản sạch theo hướng hữu cơ, mà còn được tận mắt chiêm ngưỡng không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Cờ Ho, Chu Ru. Tại Coho Farm, nhà nông Brock không chỉ mang đến những bó rau dại, rau dấn rừng, mà còn mang cả những vật dụng đan lát thủ công được dệt nên bằng đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Cờ Ho như gùi, túi thơm, bệnh tự cói, ống hút tre. Hay tại vườn Em Gõ theo tiếng Chu Ru nghĩa là rau sạch, những cô gái trong trang phục truyền thống không chỉ mang đến rau sạch do chính vườn mình trồng mà còn thỉnh thoảng ngân nga bài hát tiếng Chu Ru truyền thống. Tôi đến phiên chợ nông sản hữu cơ vì rất nhiều thực phẩm mà chúng ta trồng hôm nay bị sử dụng rất nhiều hóa chất không tốt cho sức khỏe và tôi mong muốn tìm được nơi có những thực phẩm hữu cơ. Tôi nghĩ ở Đà Lạt có nhiều nông dân trồng rau hữu cơ và phiên chợ là cơ hội để tôi có thể mang về nhà những thực phẩm tốt lành. Từ những nhà nông trẻ không chuyên, họ đã tập hợp lại cùng nhau để tạo nên một phiên chợ mang những nét rất riêng biệt.
với mục đích ban đầu là tạo thêm động lực cho những nhà nông đã, đang và muốn theo đuổi con đường nông nghiệp hữu cơ thuần tự nhiên, từ đó để hỗ trợ, kết nối và chia sẻ lẫn nhau. Thưa bà con, nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.